Đây, bữa nay mình mua đồ về để mình để web chia sẻ cho các bạn. Tụ nè, pin nè, pin 18650 đúng không? Rồi bây giờ nè, các bạn nhìn, các bạn nào mà chưa hiểu á thì các bạn hãy hãy bình luận nha, để coi các bạn biết được cái những cái món mà của thầy mò đưa ra, coi các bạn đã học được bao nhiêu rồi, để mình biết bao nhiêu bạn đã biết rồi, để mình cân đối cái bài học của mình để cho nó hoàn tròn, cho nó hoàn toàn nghỉnh chim ở nghiêm chỉnh. Đó là một cái điều mà mình mong muốn nhất, để cho các bạn biết được bao nhiêu phần trăm để mình biết nha. Bây giờ nè, cái này là cái gì các bạn, trả lời với nha. Rồi cái nãy chiếc áo vào, cái này là cái gì nè? Các bạn biết được cái này cái gì không? Để lấy ra luôn cho coi nè. Phải biết được mới làm nha. Bây giờ sắp tới mình sẽ lắp một cái mặt này cực kỳ luôn. Đã có một bạn gửi cho mình một cái máy khoan. Đây. Đã. Con này là con gì các bạn? Con gì? Con này là chấm 15 nha. Chấm 15 Micofara. Thì con này là con gì? Tụ, tụ có bao nhiêu người biết, bạn biết thôi đó phải không? Giờ mình đưa con nào lên các bạn sẽ nói con đó nha. Để coi các bạn phải biết được mặt cái con linh kiện mới được. Đây, có một bạn gửi cho mình một cái súng. Gửi cái súng này để chi các bạn biết không? Mình không có cái điện 110. Cái khoan này là cái điện 110 nè. Bữa ẩm cũng có một bạn ngoài Hà Nội rồi gửi cho mình để mình nghiên cứu cái bộ điều khiển 110, biến 120 thành 110 cho bạn đó. Rồi bữa nay mình sẽ làm một cái này. Mình sẽ mổ cái này ra để cho các bạn coi coi cái khoan gì. Rồi mình sẽ làm một cái mặt dimmer để mà bóp được cái khoan này ha. Rồi mình sẽ tung ra thị trường cùng với các bạn. Các bạn là tung trước thì các bạn tung, còn mà tung sau thì mình tung sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái này ra nha các bạn. Coi cái bạn này gửi là cái gì nè. Mình sẽ nghiên cứu cái mạch điện này để cho các bạn tung thị trường, các bạn kiếm kiếm tiền luôn nha, kiếm tiền lời luôn nha. Còn nếu mà bạn nào mà là biến lắp á thì cứ nói thầy mò nha. Nói thầy mò lắp lên website oled.com.vn, trên đó có bán hỗ trợ cho các bạn hết. Hỗ trợ cho bạn ha. Các bạn mà không có muốn lắp á thì cũng lắp thì lắp. Mình sẽ giảng cái bài này luôn. Mình mua linh kiện hết rồi nè các bạn, một chút xíu mình sẽ đố các bạn những linh kiện này nha. Rồi các bạn hãy trong theo dõi nha, để những cái linh kiện gì đây. Tan tan tan, cái này cái gì đây? Này là cái cây à. Cái này cái gì đây? Cái này của Nhật các bạn ơi, cái này của Nhật nha. Để cây nó làm gì cho nó nặng không? Ô cái máy nặng dữ vậy trời. Nặng dữ vậy. Có địa chỉ ở đây nè hả? Hoàng Long Lê có ở đây không? Bạn nào là Hoàng Long Lê nè. Bạn nào Hoàng Long Lê có ở đây không nè? Rồi cái này mình giữ lại để có gì mình làm xong mình liên hệ cho bạn nha. Rồi vừa rồi có một bạn gửi cho mình một cái đồng đĩa nữa. Mình chưa có nghiên cứu kịp, bữa hổm mình làm thử sơ sơ rồi chưa được. Rồi bây giờ nè. Cái súng là súng máy à. Dạ. Yeah. Một dây dài dữ vậy. Nặng dữ ha, máy phân bê tông hả? Bạn này có rất là nhiều cái này nha các bạn. Cái bạn là Hoàng Long Lê có ở đây không? Bạn này gửi cho tôi cái máy nè. Ủa sao nó xúc cái gì vậy? Rồi bây giờ cái máy này là cái máy khoan bê tông. Đục bê tông à. Khoan mà. Khoan bê tông mà. Có cái đồ gạt nè. Bạn Hoàng Long Lê ở đâu rồi? Có bạn đây không? Để nói tình trạng máy này sao nè, mình muốn làm cho nó sao nè.
máy nó cũng hiện đại các bạn ha. À, để gạt cái gì đây nè, nút này nút gạt nha. Các bạn nào biết cái này không, gạt cái gì đây, chắc này gạt qua chuyển lại quá, mình đâu có dám cắm điện vô nó cháy rồi sao. Bây giờ nhiệm vụ của mình đó là gì, mình sẽ biến cái máy này xài được điện 110 này, 110 quá, điện 110 quá đây, đúng rồi, 570W nha các bạn, 570W, 110, 570W. Rồi bây giờ mình thử điện 110 ra thử cái bộ tụ của mình có chạy nổi không các bạn ha. Bữa hôm mình làm cái bộ tụ đó có mình chạy nổi không nha. Rồi mình lấy mình làm thử nổi không nè. Rồi bạn nào là Long Lê, bạn gỡ cái máy này bây giờ, bạn nói là cái này bóp nhẹ là nó kêu bập 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 hả. Và bây giờ mình lấy, các bạn đợi mình lấy cái cục nguồn 110 nha các bạn. 110 còn đây không? Để mình cắm vô coi nó chạy không. Đâu mà mô ta? Nguồn 110 đâu rồi? Đây. Bộ nguồn này bữa hổm mình chế cái tụ 110 thử rồi mình chạy cái này nổi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chế một cái mạch điện điều khiển dimmer mình mua sẵn hết trơn rồi. Và hổm gài đầu óc nó coi như là mình bị mất ngủ các bạn. Bị mất ngủ á. Bị không ngủ thiếu á. Ủa ngủ không đủ á. Mình bị mất ngủ cái bắt đầu là mình cái đầu nó lăn khó chịu lắm. Mình đây nói chuyện không lớn tiếng nữa. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái bộ này nha các bạn. Cái bộ này mình làm để test chơi thôi. Rồi bây giờ mình test thử coi cái này coi sao nha. Bạn nào chưa biết làm cái này thì quay lại video mình có làm chỉ hết nha. Ở đây mình chỉ, mình không có giấu nghề các bạn ha. Rồi bắt đầu ra bật co kinh doanh. Bạn nào có kinh doanh thì cứ kinh doanh, chỉ cho các bạn làm hết. Rồi đây là điện 110 nè, đây là điện 220 ghim vô nè. Đó. Rồi điện 110 ra. Mình sẽ cắm vào. Coi nó chạy nổi không? Cái máy này 570W mà cái bộ mình có 500W à. Bộ này có 500W rồi nha các bạn, cắm vô. Đây. Rồi mình bóp cò coi nó có chạy không, cái máy này nó mạnh cỡ nào. Rồi không chạy luôn, kỳ vậy, chưa chạy vậy. Còn gì nữa không, gửi máy không chạy hả. Chưa có điện, để đo điện đây có chưa nha các bạn. Long Lê đâu rồi? Bữa nay có Long Lê không? Nè có điện mà. Có điện rõ ràng mà. Đây có mặt các bạn nha, là máy chưa thấy chạy nha các bạn. Rồi mình sẽ cắm điện lại một lần nữa coi. Không chạy cũng phải nhúng nhích cái chứ. Đâu không chạy cho gì. Cái này là nó bị sụt, cái nút này là bị gì nè. Rồi bóp thử coi. Không chạy. Chống chạm đâu, chống chạm mình đâu có xài chống chạm bạn yêu. Chống chạm mà bắt lên cái này là nó sáng đèn nha. Mình đang sản xuất cái đó mà. Rồi. Không chạy. Súng này khó xài cái ta. Không chạy rồi.
để mình lấy cái máy cắt của mình coi nó chạy không nha các bạn. Máy này là của bạn Long Lê gửi không chạy nè, không thấy chạy nè, không biết là không đủ công suất thì nó cũng è è tí chứ, đúng không? Rồi bây giờ mình lấy cái máy khác đây. Đây là cái máy cắt của Nhật 510 luôn nè, 110 luôn. Máy cắt của Nhật. Rồi. Này của Nhật cũng 110 các bạn. Đây, để mình mua cây này là mình mua cây này là như 200 ngàn hay nhiêu không biết. Đó, chạy mà. Long trốn học rồi. Ok, bây giờ cái này là chạy nè, còn cái kia thì chưa chạy. Mà đã bảo gọi gửi cái máy cho nó chạy mà. Ủa cái công tắc nó gì đây hả? Quay hơi công tắc, các bạn nào đã thấy từng thấy cái này chưa? Các bạn nào từng thấy cái máy này chưa? Rồi âm ly phải không? Đây không thấy chạy, không lẽ nó mạnh quá ta. Này có 500, có 500W mà cái máy cắt hồi nãy tới nhiêu, máy cắt này nãy máy cắt này là coi nhiêu, máy cắt này là coi coi. Máy cắt này có 280W à. Cắt này 280W, cái này nó 500 mấy W, chắc là không nổi. Rồi bây giờ cái này để sau các bạn ơi. Sau đi ha, sau này kiểm tra lại. Chứ bây giờ mình cắm vô nó không có chạy biết sao giờ, nó còn không nhúc nhích gì hết. Rồi, chào Quang Minh, Cường Lê, Thái Khăn, Thái Quang Khá. Xả điện rồi nó còn giật tăng nhẹ cái giật nhô à, Duy Giật, Tô Vũ, Bùi Phấn, Phạm Tân, Quy Phạm Tân, rồi Minh Quỳnh Quang, à, Duy Khánh, Khánh Nguyễn, Otaku, Otaku ha, lâu lắm mới gặp Otaku rồi ha, à, Nam Thắng Nguyễn. Rồi xin chào tất cả các cô chú anh chị dì cậu mợ. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái này qua bên nha. Trong cái buổi hôm nay thì mình không có cái thời gian nhiều để mình nghiên cứu nó sao rồi mình ấy, trời ơi nó nặng má ơi, nó nặng một tay không nổi các bạn. Băng, trời ơi, như cái súng luôn nha, y như cái súng máy luôn nha, nặng cực kỳ nặng luôn. Rồi chị bỏ qua bên nha. Bây giờ tháo nó ra mệt mỏi lắm. Bây giờ tháo nó ra coi coi dòng nó ăn hay không này kia. Còn bây giờ mình đâu có cục 110 bự nha. Mình đâu có cục 110 bự để mình cắm, nhiều khi nó cũng không đủ dòng để nó chạy nữa. Đó là một chuyện. Tại vì nó 570W mà cái bộ mình có 500W à, bữa hổm cắm cái máy khoan 500W là chạy nha. Rồi. Bỏ qua mệt. Tốn biết nhiều phí. Chờ thêm cái này nữa chứ, cái này để làm gì? Này giống như gửi máy khoan tặng cho thầy luôn hay sao? Gửi luôn cái này nữa. Thầy chỉ sửa thôi chứ, chỉ làm cái bộ mặt thôi chứ đâu cần cái này đâu. Long Lê, gửi này giống như tặng cho thầy luôn ấy hả? Ok. Rồi bây giờ bữa nay. À bữa nay nha. Nãy cái đó bạn nào âm ly hả? À chế đi mơ điều tóc, thì chế đi mơ điều tóc cho nó đó. Rồi bây giờ âm ly phải không?
Bây giờ nè, cái này là cái gì các bạn biết không? Wow, một cặp micro. Micro nè, để hát hát đó. Thì cái micro này á, muốn hát được á thì phải bỏ pin. Rồi, muốn hát được nữa thì cái phải làm sao, các bạn nào tin ý để mà biết nè. Bình luận cái nè. Bằng hoài chết hết thầy ơi. Rồi, cống nghẹt, chào cống nghẹt nha. Thông cầu nghẹt, thông cống nghẹt là Minh Quang, Minh Quỳnh Quang. Rồi, Nguyên Lê Thái. Cái này giờ muốn chạy được thì phải bỏ pin vô. Rồi thầy, thầy mò nói lần đầu tiên rồi ha, bỏ pin vô. Pin mấy một pin đây. Cái này không phải bô pin nha. Cái này là để gì? Rồi nó phải khớp trên nha các bạn. Cái bộ này nè, cái bộ này thầy mò mua là 450 ngàn. Cái bộ này nè, 450 ngàn nha các bạn. Để ca đó, hát đó, mình chọn, mình coi hát hay này kia đó, mình mới mua. Mình mới mua 450 ngàn. Mình về đem về mình để trên web. Các bạn nào muốn mua lại thì mình bán cho các bạn ha. Là bộ này là 400, khoảng cỡ 470, 480 gì thôi ha. Để cho các bạn xài. Mình ca rồi, nó rất là hay. Nhưng mà phải cần phải có gì nữa. Nè, bỏ hai cục pin vô đây nha. Như vậy thì cái bộ này xài muốn cần phải có bộ gì? Lắp bờ Bluetooth kết nối. Ồ, Bluetooth. Ồ, mấy bạn này hay quá. Mình mua cái bộ này không hai micro á, nó có kèm theo một thứ nữa các bạn, đó là Bluetooth. Bluetooth nha. Rồi bây giờ mình để thử không? Các bạn muốn nào thử không? Bây giờ chưa có pin nữa. Đây, nó có một bộ, nó nằm chung luôn một bộ Bluetooth đây. Đây Bluetooth nè. Bluetooth này là có một cái hai cộng râu là hai kênh. Và nó có một cái jack đây để vô đây thôi là bắt Bluetooth. Đó, có nghĩa là nó sẽ bắt Bluetooth ở trong cái này và nó sẽ bắt ra gì? Âm thanh. Và âm thanh nó phải kết nối với cái này nha các bạn. Cái bộ này là mình mua là 450 rồi nha các bạn. 450 rồi. Các bạn nào mua thì lên web mua ha. Chút xíu mình chụp hình mình để trên web cho các bạn mua. À, mình bán cho các bạn là 470, 480 thôi. Để lấy tiền chi phí đổ xăng ra. Bỏ này vô nha. Rồi, bây giờ tiếp tục ở đây nè, nó phải kết hợp với cái bộ này. Cái bộ này nè các bạn. Đây. Nặng quá, mỏi tay các bạn ơi. Mỏi tay. Đây cái bộ này nè. Cái bộ này nè, bạn nào biết được cái bộ này là bộ gì nè. Nói cho mình cái. Nặng quá. Bên trong đó nè. Cái bộ micro đó nó phải kết hợp với thằng này. Đó. Mình thấy dây nhợ nhiều chứ, một chút xíu nữa thầy mò phân tích cho các bạn, nó dễ dữ lắm. Nó dễ cực kỳ luôn. Ở mặt trước đó là các bạn nè, nhìn nè, mặt trước đó nè. Đó. Mặt trước đó nha. Mạch loa kéo hả? Ừ. Đặc biệt cái mạch loa kéo này á, là cái này nó nằm ở sau đít. Để mình chỉnh nó sau đít, nó không để nào trước mặt. Đó, nó thích hợp cho những cái loa kéo nó để sau đít, nó không để trước mặt ha. Rồi, nó nặng quá, mỏi tay quá. Cái cục tăng phô nó to đùng rồi các bạn thấy không? Nè. Đó, thấy không? To đùng phải không? Rồi, nó rất là nặng, hình xuyến luôn. Ở trong đây nó sẽ có về muốn cái này hoạt động á, muốn cái này nó hoạt động á thì trước tiên á nó có hai cọng dây. Đây cọng dây đây. Đây hai cọng dây. Hai cọng dây này vô bình nha các bạn. Vô bình cộng và trừ. Vô cái bình mình á, ắc quy á, đây cộng và trừ. Rồi, và nó có hai cọng dây này á là hai cọng dây vô trong điện 220V. Rồi. Nó sẽ vô 220V. Rồi nó có một cái cọng dây này. Cọng dây này để làm gì đây? Cọng dây này thì để anh để coi cọng dây này là để làm gì? Cọng dây này để kết nối với Bluetooth. Bluetooth hồi nãy đó. Đây, thì để vô. Đây là cái Bluetooth nè. Kết nối. Rồi, kết nối. Rồi hai cọng dây này mình ra bình nha các bạn. Bình. Để gì? Để câu vô bình thôi. Cộng với trừ. Hai dây này vô 220. Xong.
chỉ vậy thôi, ở trong đây nó đâu có gì nữa đâu. Để các bạn thấy không có gì nữa hết, dễ không? Đó, dễ không? Thì cái bộ này á, cái bộ này á, đố các bạn á, thầy mò mua bao nhiêu tiền? Bộ này nè, đố các bạn, thầy mò mua bao nhiêu tiền? Nè, nó gồm có 2, 4, 5 con phép. Mỗi 5 con phép, 6, 7, 8, 8. Gì nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con phép. Bên đây là 6 con. Đây 6 con phép nè. Đó. Rồi bên đây là 3 con nữa. Rồi, bộ nguồn này... À, chỉnh volume bass jazz rồi này kia mic rồi mình đúc vô nghe được cũng được ha, guitar rồi lum chứ ha, rồi bật tắt nữa nè, thẻ nhớ rồi lum các kiểu luôn. Rồi nó có cái chỗ chỗ này đó các bạn, chỗ này là để bình ở ngoài vô nè, bình ở ngoài vô luôn, nếu mà ở trong nó hết bình chơi thêm bình luôn. Rồi cái này nó cái volume, rồi những này chỉnh bass jazz, rồi những cái ngõ vào của guitar, rồi ca nhạc gì đó tự lưu me hết ha. Rồi đây nó có cái bấm để chọn bài hát tìm lưu ha, rồi có thẻ nhớ nữa, rồi chúng ta lắp cái này chúng ta có thể xài thẻ nhớ rồi luôn ha. Đây có cái gì nữa đây, remote. Rồi remote thì cái này là mình đã thử rồi mình mới mua, và mua một cái để review để về cho các bạn thấy, rồi các bạn nào muốn mua thì mình sẽ mua dùm các bạn, rồi để trên web, rồi các bạn mua vô web mua ha, mình sẽ chỉ cho các bạn luôn. Thì đố các bạn mình mua bao nhiêu nè. Nam 700k. Đây, coi coi. 700k. Một triệu 2 là Lê Thái nè. Ồ, đón 1.2 triệu hơn 1 triệu. Ồ, thưởng đàm hơn 1 triệu hả? Thái Quan Khá 700, 700 đâu ra cái này? Nghĩ sao 700? Ở đâu cùng Tân Phô này nó bự vậy là nó phải nhiều tiền chứ. Làm sao mà 700 được? Quy 2 triệu, đình 2 triệu rưỡi. Cái này gắn cho cái lo bự nha các bạn, cái lo bự đó. Một là nó quấn hai cái lo 3 tấc ở trong á, hoặc là nó quấn là hai cái lo 2 tấc rưỡi, hoặc là một lo 4 tấc 5 tấc. 4 tấc 5 tấc, 4 tấc 5 tấc là được quấn được nha, 4 5 tấc quấn được nha. Quả chép đó là quấn con 775 nha. Cái này nè, quấn con 75. Lo 4 tấc là quấn ok luôn á. Lo 4 tấc là quấn la trời luôn á. Hoặc là hai cái lo 3 tấc quấn chẳng được. 1 triệu 6 hả? 2 triệu rưỡi, 2 triệu, 1 triệu 6. 400 thầy ơi, 400 1 triệu 4 là chuẩn. 5 chuẩn. Ok. 500. Có reward nhỉ? Không có reward nhỉ? Reward là gì đâu, coi coi. Cái này nó có gì? Auto repeat delay nha. Ok. Là mình ca được rồi, đó. Bên trong đó nè. Đó, bên trong đó nè. Rồi bây giờ tiếp tục nữa, 1.6 triệu, 4 triệu rưỡi. Đổi gió chiều chơi 4 triệu rưỡi luôn hả? Rồi mình sẽ cho các bạn cái giá nè, 2 triệu rưỡi. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn cái giá nè. Cái này á, mình đã test rồi. Cái hàng này á, nói chung là xài được, nghe hay, được, bền, chứ không đến nổi. Thì cái hàng này mình chấm điểm với nó. Cái hàng này mình mua bao nhiêu các bạn biết không? Hồi nãy có một bạn báo đoán chính xác luôn á. Yeah, có đoán chính xác luôn á. Là mình mua cái này nè, là 1.2 triệu đó. 1.190.000 là người ta bán sỉ cho mình đó các bạn. 1.190.000, 1.190.000, còn có 10.000 nữa là 1.2 triệu đó. Vậy là hồi nãy là chưa có ai bán đoán đúng hết ha, chỉ có bạn nói đoán đúng gần đúng thôi. Là cái này á, bộ này á là 1.000.000. Số mà nói sao nó hay quên. 1.990.000 là còn 10.000 nữa là 100 đó, đó là 1.2 triệu đó. Rồi trừ này nó có remote luôn nha. Rồi cái bộ này á là 450. Rồi các bạn muốn mua cái nào thì lên trên web mình sẽ để cho các bạn mua, mà mình sẽ để giá khác thì mình kiếm tiền xăng chứ.
đúng không, rồi cho mấy em út rồi này kia, mấy em chân dài là soạn hàng này cho các bạn rồi đi gửi cho các bạn nữa lâm nữa. Thì cái này có thể mình bán cho các bạn là 470, 480 gì đó ha, mà nó hàng ok, mình kiểm tra rồi ok. Còn cái này cái gì nữa nè, cái này thì mình sẽ để trên web cho các bạn, giờ theo các bạn gì thì mình để trên web cho các bạn mua bao nhiêu được tiền nè, để các bạn nói luôn, tôi để giá luôn trên đỉnh luôn cho các bạn dễ mua dễ xài và lắp ráp. Về cái mình CNC cái thùng gỗ á, cái thùng gỗ vuông vuông đó mình bỏ cái lo vô, rồi mình bỏ cái này vô là quýnh nha, hoặc là cái dàn lo của mình nó cũ á. À đây, ở đây thì mà có cái dàn lo cũ là để gắn vô nè, đó đó, để gắn vô là ok xong luôn nha. Đó là mình tận dụng, thấy không, mình tận dụng mình để luôn. Rồi cái bình 12 thì các bạn mua cái bình 12 nào cũng được ha, bỏ vô nhiều điện thì sao, thì nó quấn lâu phải không, nhiều ampe quấn lâu. Rồi như vậy thì các bạn muốn thử không, bạn nào muốn thử nha, như vậy thì bán bao nhiêu các bạn? 1.190.000. Rồi bây giờ mình bán bao nhiêu được các bạn, bán cho các bạn được bao nhiêu nè, để trên web bán cho các bạn được bao nhiêu, để cho các bạn, để mình để cho nó hợp lý nè, thì mình chỉ lấy tiền gọi là tiền tiền xăng là cho các bạn thôi. Bây giờ mình để trên web á bao nhiêu các bạn biết không, để mình bán cho các bạn luôn. Rồi bộ micro này nè là mình để trên web cho các bạn là 480.000 được không, 480.000 ngon là luôn, có hộp luôn, rẻ quá rẻ luôn nha. Rồi 480.000 là các bạn mua, mà với điều kiện là tiền ship hả, cái này nặng lắm nha các bạn, ship chắc 70-80 á, tiền này thì ship 70-80 đó, bán 1.3 là được không các bạn, ship 70-80 á, ship này nặng lắm, nặng tiền ship 70-80 ngàn tiền ship luôn á. Nếu mà các bạn nào Hà Nội á, nếu các bạn mà ở Hà Nội á, mà mua hàng mình á, các bạn nhớ để ý một tí xíu nè, người ta gọi tới á, là vận chuyển của Shopee, vận chuyển của Shopee nha các bạn, là có nghĩa là bạn mua hàng trên web đó các bạn, alo vận chuyển Shopee, Shopee người ta giao hàng cái đó, tôi không có mua hàng thì không phải nha các bạn, các bạn mua hàng thầy mò thì các bạn gắng nhớ lại là có mua hàng của thầy mò, mà thầy mò nhờ Shopee vận chuyển, nên các bạn phải nhận hàng để không thôi là nó trả hàng lại cho mình là mình phải tốn tiền phí rất là nhiều. Ví dụ như gửi cái này nè, đi ra ngoài Hà Nội á, mà hầu như là ngoài Hà Nội là người ta không nhận nhiều à, chứ miền Tây dễ nhận lắm, miền Tây giao là mấy bạn là nhận dễ gần, còn ngoài kia là nó rất là khó khăn trong vận chuyển, nên gọi các bạn mà 2-3 lần không được mà không bắt máy á, là người ta sẽ trả hàng lại đó, mà hầu như là bị dính ở ngoài Hà Nội rất là nhiều, trả lại phí nhiều quá, không gà trả gần cả triệu tiền phí các bạn, gần cả triệu tiền phí á, tiền phí quay về á, để các bạn thấy không, bởi vì muốn phục vụ cho các bạn á, để cho các bạn có cái để chơi, là cái này là mình lập cái web này là cũng các bạn yêu cầu mình làm thôi, chứ thật ra mình không có thời gian để làm cái này đâu, yêu cầu bán mấy cái nhỏ lại để cho các bạn thực tập thực hành rồi đó, để cho nó có một cái thì mình xây dựng một cái sân chơi cho các bạn vậy đó. Mà bây giờ muốn đầu tư lên web lên thêm nữa, không có tiền là đầu tư web các bạn. Bây giờ muốn đầu tư web là để cho các bạn vô đăng ký tài khoản vô trong web để theo dõi đơn hàng, để làm tí phải bỏ tiền ra nữa. Đó, thì mình chưa có xây dựng được đó. Đó. Như vậy thì các bạn nói là 2.5 triệu thì nhiều quá. 1.200.000 hả? 1.250.000 hả? Rồi bây giờ mình sẽ quyết định luôn nha các bạn ha. Mình sẽ quyết định cho các bạn luôn nha, bao ship cho các bạn luôn, để cho các bạn dễ. Nó có một cái thùng vậy nè, đó cái thùng vậy nè, ship bao ship luôn. Thì cái này á, thì mình để trên mạng bán là mình để bán cho các bạn là 1.320.000 nha, 1.320.000. Đó, cái này là mình lấy vô là 1.200.000 rồi, bây giờ mình lấy 1.320.000 để có cái các bạn làm, để các bạn chơi. Thì cái này các bạn bỏ vô cái lo này kia vô là nó lên tới mấy triệu rồi, nó lên 5-7 triệu rồi, 5-6 triệu rồi. Có nhiều cái mình bỏ vô trong cái lo mà xịn sò nó ngon là này kia, cò kèm micro á, là người ta bán ở trong siêu thị á, là nó cái này là cái nguyên cái lo kéo á, thấy không, về mình hát á là hình như là tới bèo lắm là cũng phải 5-6 triệu rồi, 6 triệu rồi. Cái này là nó bỏ vô nè, các bạn biết không, là 5-6 triệu rồi. Nên mình biết làm á thì nó rẻ, nó có 1 triệu mấy nữa không, mua cái ba lo nữa rồi ok là xong rồi. Rồi như vậy thì
Các bạn đồng ý không? Các bạn đồng ý cho số 1 nè. Rồi mình đi tiếp một bài nữa. Mình sẽ làm cái video này câu lên này kia cái nọ là ngon lành nghiêm chỉnh, cái mình sẽ mời các bạn xem nha. Mình sẽ mời các bạn xem cái video. À, cái remote đó nè. Rồi. Ok, rồi các bạn đồng ý ha. 1.320.000. Rồi bây giờ nè, mình cũng mình đang mua một cái loại pin này để mình về mình thử nghiệm coi được hay không được, cái mình đăng lên web cho các bạn luôn, tại vì bạn nó yêu cầu là thầy ơi sao không bán pin. Pin á, sao không bán pin. Thì pin này thì để như ta 4V2 4200 mAh. Xe luôn. À. Thì nó cũng cũng vừa vừa tầm chứ không đến nỗi ấy. Thì một cục pin này á thì đố các bạn mình mua nhiêu tiền một cục pin này nè. Một cục nha, tính gần cục. Nó có hai loại, một loại á là mình gắn vô trong radio cassette rồi luôn á, nó có cái núm nè, núm này ha. Một loại là cái một đầu là bằng. Rồi một độ là núm này, cái này là bằng. Đó, rồi một loại là hai cái đầu bằng hết để mình đóng bằng cái cell pin á, mình đóng vô đó. Thì cái pin này á, người ta xài trong cái này nè các bạn. Đây, ta xài cho mấy cái radio cassette nè. Đó. Trong đây nó có hai cục pin này thấy không? Đó. Pin này cũng vậy, thì mình vậy cái đèn pin rồi nó cũng xài cái này nữa nè. Đó. Và cái pin này á là cái pin theo máy. Nó cũng giống nhau ha, độ nặng cũng giống nhau. Để mình test xong cái mình sẽ rồi tắt đi để dính bản quyền. Rồi như vậy thì đó các bạn, mình mua cái cục này bao nhiêu tiền nè, bạn nào biết không nè. Rồi 18.000, 80.000, 50.000, 35.000. à, Phạm Dũng. Rồi rồi cái này nè nha các bạn, cục pin này mình mua giá sỉ á. À, mình mua giá sỉ á, mình mua giá sỉ về mình để mình mua thử nghiệm, để mình về mình thử nghiệm, mình mua giá sỉ đó, sau này người ta bỏ mối lại cho mình ha, để mình bán á. Mình chưa có tìm được cái mối nào nó ngon lành, nhưng mà cái mối này nè là có một bạn nói đúng, đó là Phạm Dũng, là mình mua 18.000 nha các bạn, mình mua 18.000, mình mua ở trong cái mối á, nghĩa là trong cái người ta bán lại về cho người ta bán lại á. Có nghĩa là nó hơi rối chứ ha, có nghĩa là mình mua ở cái giá sỉ, mua ở cái người đó bán lại cho mình đi bán lại, là giá mình mua là 18.000 một cục. 15.000 thì không có đâu, 15.000 thì chắc là mình đi qua bên Trung Quốc mình lấy luôn á. Pin này các bạn biết không, người ta đầu nậu là người ta lấy về hàng triệu cục như vậy, người ta mới phân bán mới vừa được. Chứ các bạn mà chứa hàng cái gì á, nó dễ nổ, dễ cháy, vận chuyển rất là khó. Thấy không? Rồi hàng hải quan, tất cả các thứ này nữa, nó rất là khó. Một cục pin 15.000 thì nó không có đâu. Mình nghĩ nó không có đâu. 12.000 cũng không có đâu. Nếu mà các bạn mà kiếm được 12.000, 15.000 thì mình bắt liên hệ với thầy Mò nha. Để thầy Mò lấy lại, để web cho các bạn chưa có để điều kiện để mua những cái này ở trên vùng sâu, vùng xa đó. À, thì các bạn hãy đây nè. Panasonic. À. Rồi. Như vậy thì mình mua cái này là đúng 18.000 nha các bạn. Rồi. Như vậy thì mình sẽ để lên trên web bán lại cho các bạn giá bao nhiêu. Mình mua thử hai cục thôi. Còn các bạn muốn mình bán bao nhiêu để mình để trên web luôn, để cho các bạn tự chọn luôn đó. Các bạn muốn mình để trên web bán bao nhiêu
ví dụ mình bán 18 mình bán 20 được không, hay là sao đó, hay là 25.000 hay là bao nhiêu đó, thì mình sẽ để trên web site oled.com.vn để bán cho các bạn. Để chi bán thì nó cho vui, chữ bán đó trong cuộc đời ai cũng có bán các bạn hết á, đi bán thân, bán sức lao động, bán chất xám, nói chung là đi bóc vác cũng là bán sức lao động, thấy không? Rồi mình đi đậu não đi kinh doanh nữa là bán, cuộc đời ai cũng bán hết trơn các bạn. Giờ bán cho các bạn để trên web cũng là chia sẻ. Bây giờ dùng từ chia sẻ nó một kiểu này, nó giống như là nó là sao ta, nó màu mè quá ha. Và hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn cái một cái video này rất là tuyệt vời ha, thì nó cũng hơi màu mè quá. Mình nói là rồi hôm nay tôi sẽ đăng một cái cho các bạn nghe nè, một cái video này rất là hay nè, đó tiếng dễ dễ hiểu. Thấy không? Rồi 19.000 Vũ miền Tây bán cho 19.000 thì mình lời 2.000 đồng nha các bạn ha. Mình mua 18 mình bán 19 mình lời được 2.000 đồng. Trời ơi 2.000 đồng một cục pin này mình bán biết chừng nào mình mới lấy vốn được các bạn. Tiền xăng mà ô long mà đi từ đây mà lên đến thành phố ha, mình đi mà lấy một lượt một thì ok đó, lấy cái này cái kia nọ là ok, chứ mà đi lên chỉnh mà lấy pin về bán không thì nó lỗ sặc máu. Xe nó uống xăng, bây giờ xăng nó lên dữ lắm. Rồi 30.000, ngõ 30.000 này cao quá, 30.000 này cao quá. 28.000. 28.000. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một cái giá cho các bạn 25.000 quá ạ. 25.000. 18.000 mà bán 19.000. Em thấy gì sai sai á? Đúng rồi, Vũ Thiên nói sai sai. Bán vùi 25.000 đến 30.000 là ok. Rồi mình bán lẻ mà các bạn ha. 22.000. Nếu các bạn mua một chục cục á mà mua giá 22.000 á thì cũng 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 có lời chứ hả? Có lời chứ giỡn đâu. Bộ pin này tôi không dám chứa nhiều các bạn, chứa nó dễ cháy nổ lắm. Dễ cháy lắm, chạm nhau cháy. Mà ví dụ người chục cục mình mua 200-300 cục là nó một đống vậy nè đó, mua bán nhiều khi đó. Bán là để cho gì, chia sẻ đó, chia sẻ nói mà mẹ chia sẻ cho các bạn để cho các bạn có cái để các bạn làm, thấy không? Có các bạn để mua vô trong cái website của mình á, bấm nha, thấy khoái quá món này, có 2-3 ngàn 5.000 đồng, bấm vô giỏ. Gặp cái bánh trung thu bấm vô giỏ luôn, bụp cho luôn ha, cái này bán bánh luôn. Rồi xong để một cái giỏ ra đùng này ha. Rồi ví dụ 4-500 ngàn bấm mấy kịch mua hàng cái thì mình sẽ hỗ trợ phí ship cho các bạn có 26 ngàn thôi đó, thì các bạn có rẻ rẻ hơn. Rồi 20.000, 20.000. Rồi muốn bán cho các bạn 20.000 đúng không? Rồi mình mua 18.000 bán 20.000 mình lời được 3.000 đó các bạn. Rồi. Rồi. Như vậy thì mình sẽ chốt giá rồi các bạn ha. Chốt giá các bạn ở đây là mình sẽ để trên website oled.com.vn. À, là các bạn nào chưa mua, các bạn nào chưa biết mua hàng trên web thì các bạn cho số 1. Các bạn nào biết mua hàng trên web cho số 2 để mình biết coi các bạn nào đã biết mua hàng trên web rồi. Bạn nào chưa có mù mờ về công nghệ để cho đây là hơn 2.000 người đang xem nè, 2.130 người đang xem nè. Bạn nào đây, nhắc lại nha, bạn nào biết mua hàng trên web và mua Shopee mua này kia đó đó, mua tất cả các web Lazada á, không phải riêng gì của thầy mò không, mà biết sử dụng cái tài khoản mà để em đi mua web á, để em mua này kia nọ bỏ vô hàng này kia đó, là bấm số 1. Biết rồi mua số, bấm số 1. Bây giờ bỏ khúc này nha, biết rồi mua bấm số 1. Biết rồi 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 ờ biết ít dữ vậy ta. Biết ít dữ vậy ta. Bạn nào biết rồi cho số 1 nha. Mình hỏi thật lòng đó, mình hỏi thật lòng. Số 1, số 2 luôn hả? Tại ơi Nam Phương. Nam Phương với Long Nguyễn. Số 1, số 2. Số 2 là chưa biết nha. Các bạn nào bấm chưa biết, chưa biết. Chưa biết mua hàng trên web, chưa biết, chưa đặt, chưa mua gì hết trơn trên web. Nhờ con cháu nó mua mà. Ê, mua giùm tao cái này cho mày. Ở ngoại ông nội mua đi quá. Con này như game mà. Đó, có nghĩa là bực mình lắm. Mình đi nhờ mấy thằng cháu bực mình lắm. Tại sao mình không đi cập nhật công nghệ luôn? Mình đi nhờ mấy thằng cháu làm chi? Nhưng mà nhiều khi cũng nhờ nó để nó bấm nó mở giải mã này kia nọ. Rồi, số 2, số 2 rất là nhiều các bạn. Số 2. Rất là nhiều các bạn, các cô chú anh chị chưa có biết mua web hàng trên mạng. Ở mua hàng trên mạng ở web. Rất là nhiều cô chú anh chị chưa biết mua hàng ở trên web và trên mạng. Rồi,
mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mua hàng, mua web trên mạng nó dễ dữ dằn lắm. Bây giờ hiện nay đang là 20.000 người, 2.000 người đang xem đúng không? Bây giờ nữa nè. Đây, mình vô cái Google nè các bạn, vô cái Google, mình bấm vô chữ oled.com.vn hoặc đọc luôn oled.com.vn. Rồi nó ra bóng đá không à. oled.com.vn. Rồi, mình bấm oled.com.vn này các bạn, bấm dấu kính lúp. Kính lúp nè, rồi bấm vô tìm kiếm. Ok, các bạn bấm vô tìm kiếm rồi nó sẽ hiển thị cái trang web lên. Đó, cái trang web nè các bạn thấy không? À. Ví dụ như nè, các bạn mua một cuộn chì nè, 1 mét nè 10.000, mua cái giắc này 2.000, 3.000 đó các bạn bấm vào. Rồi, các bạn kéo nó lên. Các bạn thấy cái vỏ sách không? Cái vỏ nè, để là thêm vào vỏ hàng nè. Thêm vào vỏ hàng, bấm vô vỏ hàng. Rồi, tiếp tục. Mình đi xuống đây nữa mình coi nữa nè. Đó, có cái nào nữa không? Mỏ hàng. Ừ, mỏ hàng hay quá. Mỏ hàng đầu đâu tiêu rồi. Rồi mỏ hàng bỏ vô vỏ hàng. Ủa cái điện thoại này nó xuống màu rồi, nó bị hết pin. Để sạc vô cái. Ôi ôi. Rồi nó lên lại nè. Rồi, bỏ vô vỏ hàng. Này 135.000 bỏ vô vỏ hàng. Tiếp tục. Lên mua. Còn các bạn muốn tìm kiếm ở đâu nhiều nhiều á, các bạn vô dấu ba chấm nè. Đó, bấm vào chữ danh mục sản phẩm nè. Đây, danh mục sản phẩm nè. Rồi nó ra nè, nó ra từng mục nè, âm thanh rồi linh kiện hay gì đó mình kích vô. Ví dụ như là linh kiện điện tử, bấm vô cái linh kiện điện tử vô rồi nó sẽ sổ ra rất là nhiều. À, rất là nhiều để mình mua. Rồi bắt đầu mình khám phá, đây hả 12.000 rẻ quá bay. Rồi, chọc vô cái này cái là vô vỏ hàng. Rồi vô vỏ hàng rồi sao? Rồi tới chừng mình vô mình thấy nè, cái vỏ hàng đây nè, nó thấy chữ vỏ hàng không? Bấm vô. Rồi mình thấy những gì mình mua nè. Trời ơi cái mua này gì chi nãy bấm lộn, hối hận quá, bấm nút chéo rồi bỏ. Bỏ đây nút chéo đây nè, bỏ nút chéo đi. Đó, rồi còn những cái món nào mình còn lại thôi. Đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ muốn hay là muốn ra mình muốn bấm thêm cái nữa, bấm cái nữa một cùng nguồn. Rồi bỏ vô vỏ hàng. Bỏ vô vỏ hàng, rồi. Rồi tiếp tục mình đi lên trên đây là mình sẽ thấy cái vỏ hàng đây nè, bấm vô cái vỏ hàng. Rồi mình muốn chọn sản phẩm, ví dụ như ở đây mình mua 2 cái. Chết bà rồi, mua 2 cái không đủ, mình mua 3 4 cái thì mình bấm vô. À, bấm vô 3 4 cái đây nè, mình sửa đổi lại. À, hoặc là mình bấm hủy nó. Rồi tiếp tục là mình bấm chỗ đâu các bạn biết không? Thanh toán nè, bấm chữ thanh toán nè. À, thanh toán. Rồi, mình thanh toán là mình các bạn sẽ quay xuống và các bạn thấy được là số tiền của mình cần phải thanh toán khi mình trả. Các bạn không cần trả phải tiền ship nha. Ship ở đây là nó đã cộng vô rồi nha. Ví dụ như 506.000. Ủa 206.000. Thì 206.000 này các bạn bấm vô chữ thanh toán. Rồi. Bấm vô thanh toán. Ủa sao tôi bấm vô thanh toán mà sao nó không chịu hiểu vậy? Ông Thận đâu có coi ra website đâu, ông làm website tôi gì kỳ ông Thận. Bấm vô thanh toán. Đó. Rồi, bấm vô thanh toán sao kỳ vậy? Rồi, nếu mà nó bị lỗi gì thì các bạn thoát ra, trở lại, các bạn thực hiện lại cái hành động lại nha. Ở đây là do nó nãy nó cấm pin cho nó bị lộn lỗi đó. Mình thoát ra cái đi, rồi mình trở lại nè. Đó, mình trở lại. Rồi. Mình bấm vô chữ oled.com.vn. Mình đọc như nó không hiểu. Bắt đại oled.com.vn. Nói chung là cái tiếng mình nó bị mất lửa hay sao đó, nó không có vô. Rồi mình làm lại từ đầu nha các bạn, oled.com.vn. Các bạn mà mua hàng rồi đấy, các bạn thông cảm nha, để cho những bạn chưa biết mua hàng nha. Rồi bây giờ là mình làm lại nè. Ví dụ mình bỏ vô mỏ cái này ha, mình bỏ vô nè, vô vỏ nè. Đó, vô vỏ nè. Rồi vô vỏ hàng. Tiếp tục một cái nữa nè. À, cái này. Rồi vô vỏ hàng. Rồi vô vỏ hàng. Rồi bắt đầu mình vô trong cái chỗ này nè, mình bấm vô nè. Rồi bấm vô thanh toán nè. Hồi nãy mình bấm vô thanh toán là vô thanh toán nè. Thấy chưa? Rồi, đâu rồi? Vô vỏ hàng luôn. Rồi bắt đầu bấm vô trong cái vỏ hàng mình coi có mua được bao nhiêu cái nè. Rồi bây giờ mình vuốt lên, rồi mình bấm vô chữ gì? Bấm vô thanh toán nè, các bạn thấy không? Thanh toán nè, bấm vô thanh toán. Rồi, thanh toán rồi bắt đầu là sao nó trở ra nữa ta? Tại vì tôi hướng dẫn cho các bạn hình như nó có sai sai gì á. Đây, làm lại. Nè, bấm vô là chữ thanh toán. Đó. Rồi nó sẽ có một cái là điền tên vô nè.
tên, họ, địa chỉ, số điện thoại và đúng số điện thoại, địa chỉ. Rồi cuối cùng mình nhập vô là mình bấm chữ gì? Chữ thanh toán là ok xong nha các bạn. Chỉ vậy thôi. Và đợi 1 giây, 2 giây gì đó nó sẽ báo lên là đơn hàng của bạn thành công. Chỉ vậy thôi. Như vậy thì các bạn có hiểu không nào? Vậy do biết sao không? Do mình ưỡn cái đầu gì là mình ngưỡng cái đầu gì để mình dẫn cho các bạn á là nó bị gì? À, nó bị lệch và bấm lộn ha. Rồi như vậy thì qua cái hướng dẫn của mình, những người bạn mà bấm số 2 nãy giờ, các bạn hiểu được thầy mò tư vấn cái mua hàng chưa? Hả, các bạn nào hiểu chưa? Rồi các bạn nào mà mua cái lo á, bạn nào nãy mua bộ lo Sony á, Sony này nè, hồi nãy mình chế nè, các bạn thấy không, chế đẹp không đó, mình tháo ra mình chế nè, đẹp không? Rồi có cái jack Bluetooth, cái Bluetooth này cắm vô trong máy, rồi thích thì mình rút cái này ra mình cắm vô cái điện thoại mình, tất cả điện thoại mình, còn cái Bluetooth khẩu chơi cũng được, còn không máy chơi qua Bluetooth thì bấm vô đây, dễ không các bạn? Dễ thấy không? Nếu mình chế như vậy thì mình sẽ bán cho các bạn là 149.000 nha, lên trên website mua chế dễ đẹp luôn đó. Như vậy thì các bạn tự chế nha, tự chế thì các bạn mua về chỉ có nhiêu 69.000 ha, 69.000 nguyên một bộ, có cái jack này kia đó, còn cái bộ cái Bluetooth này thì mình bán cho các bạn hình như mấy chục ngàn ta, mấy chục ngàn đó, đồ xịn á, không nhớ nữa, nhưng mà lên mua về tự chế luôn. Rồi các bạn thấy không, chế dễ không? Quá dễ luôn. Rồi cái gì ta, bây giờ quên nữa à, các bạn nào mà ca hát á, mình cũng đi, nói chung là mình cũng mua đồ sỉ không các bạn, mua đồ sỉ, mua cái bộ này, không biết bạn nào trong đây biết bộ này không nè, cái bộ này gọi là cái bộ K300 đó, cái bộ K300 để mình hát, mà ca sĩ nó hát, mà thấy livestream chích chót với YouTube rồi đó, ca hát rồi đó, thì nó gồm có nó gồm có cái này nè, nó điều khiển nè, các bạn nào biết cái này không? Thì mình mua giá sỉ á các bạn, mình mua giá sỉ rồi mình bán lại á, là các bạn biết mình mua cái giá này là giá sỉ, là hiện nay nó bán cho mình là chỉ có 650.000 nha các bạn. Người ta bán cho mình là 650.000 là bán cho Âu Long đó nha, là để đi bán lại đó, cái người ta đi bán lại để mà bán cho những người bán lại và bán lại cho người đi bán lại đó, là bán cho mình đó là 650.000. Các bạn nào mà muốn mua thì mình để trên web luôn cho bạn, nhưng mà giá thêm bộ khiển bộ này bộ kia vô nữa, hợp hết rồi là hết luôn á, thì chắc có lẽ là cũng khoảng 750 á đó. Đó các bạn, cái này là mình kiểm tra rồi, mình hát rất là hay, mình thi Biloro luôn á, Biloro luôn á. Rồi như vậy thì chưa hiểu luôn hả, nãy giờ cũng chưa hiểu luôn hả, trời ơi nhiều người chưa hiểu quá, giới thiệu gì mà cũng chưa hiểu nữa hả? Vậy thì bây giờ các bạn cầm tay chỉ việc mới được, ở đâu ngồi uống cà phê, alo thầy Mò Long đâu rồi, uống cà phê với mình đi, mình sẽ chỉ cho ha. Có nhiều bạn chạy xe từ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương nữa xuống cái Cao Lãnh đi ngang nè, có dịp á cái uống cà phê xong cái mình chỉ cũng biết được một số đó các bạn. Ở đây có bạn nào đã từng ghé Âu Long, có bạn nào đã từng ghé Cao Lãnh Âu Long uống cà phê rồi giơ tay lên nè, cho số 1 nè, rất là nhiều các bạn ha, mà không thấy ai trên số 1 chứ gì. Rồi bữa nay mình sẽ giới thiệu thêm cái nữa, đây là cái loại này là các bạn biết là cái con gì không, con gì không, bạn nào bao nhiêu bạn biết cái bịch này, bịch gì nè, mình xé ra luôn cho các bạn luôn. Đây
Sắp tới mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái gì biết không? Đèn hào quang là trang trí Tết bằng cái loại led này nè. Ngày xưa mình mua một cái led này nè các bạn, bạn biết bao nhiêu không? Một bịch như vậy là mình mua sỉ nha, là mình mua là 400 ngàn một bịch như thế này nè. Cứ mỗi một tháng như vậy là mình mua khoảng cỡ 500-700 ngàn bịch như thế này nè, để mình làm đèn năng lượng mặt trời các bạn, đốt thắp sáng đó. Nhưng mà bây giờ nó rẻ lắm rồi, bây giờ led nó ra đời nó rẻ lắm rồi. Và cái bịch này nè, tôi thử cho các bạn coi, nó siêu sáng luôn, sáng cực kỳ sáng luôn. Người ta lấy để làm đèn pin mà nó rẻ lắm. Một bịch như thế này á, một bịch như thế này á chỉ có 100-200 ngàn thôi, mà mỗi 1.000 con luôn. Mình sẽ bán lẻ cho các bạn từng con gì các bạn về nghiên cứu chế cháo nha. Mình sẽ lấy ra một con hai con gì cho các bạn coi nè. Giờ mình ấy, con này nó có hai chân nha các bạn. Rồi mình lấy ra nè, thấy con thôi, một con thôi, các bạn thấy là nó đã đủ sáng cả một cái phòng rồi luôn rồi. Rồi nếu mà tắt đèn á thấy đường đi luôn á. Rồi đây nó có nhiều màu nha các bạn, nó có nhiều màu lắm, màu xanh, màu đỏ, màu tím gì cũng có hết. Rồi đây này ha, đây bạn thấy không. Rồi bây giờ mình sẽ thử nó nha các bạn. Cái con led này á, nó xài 3V này nha. Con led này nó xài chỉ có 3V nha các bạn, 3V thôi. Bây giờ mình kẹp vô nè, nhiều quá là nó sẽ chết nha các bạn. Nếu 12V thì mình sẽ giảm điện trở qua, điện trở lại. Để các bạn thấy nè, đợi chút nha. Đây thấy sáng ghê chưa, thấy không, thấy sáng mặt chưa, đó. Người ta để làm led chiếu sáng luôn các bạn. Bây giờ mình tắt này. Đó, thấy không? Mình gắn nhiều con vô là có thể sáng được. Thấy luôn cái mặt này không? Thấy chưa? Thì một con led như vậy á thì mình sẽ bán lẻ cho các bạn ở trên web gì đó là chỉ vài trăm đồng con thôi, vài trăm đồng con thôi, để cho các bạn mua về để mà chế cháo hay gì đó, và làm đèn hào quang cũng được nha. Đèn hào quang cũng được nữa. Bán cho các bạn khoảng vài trăm đồng con thôi. Ở đây nó có màu, nhiều màu lắm. Và mình đang liên hệ với cái chỗ cung cấp này là số lượng rất là lớn, các bạn mua nhiêu cũng có hết nha, bao nhiêu cũng có hết, vài triệu con cũng có nữa nha. Rồi bây giờ mình thử con nữa, con này con gì đây, con màu đỏ thì nó sẽ sử dụng có von nó lại thấp hơn nha các bạn, trên bịch nó có ghi á là bao nhiêu von á. Đây màu xanh, màu xanh này rất là sáng nha các bạn, sáng lắm, xanh này sáng cực kỳ luôn. Bị nhắc ma rồi ha, đó màu xanh này nhìn nè, nó có nhiều màu lắm. Rồi mình sẽ để web về vài trăm đồng con thôi, các bạn dễ mua về mà mình chế này. Các bạn mà có những cái ý tưởng để mà mình làm ra những cái gì đó mình bán đó, thì mình sẽ suy nghĩ ra mình bán ra mình mua nha các bạn ha. Rồi coi mấy bạn bình luận cái gì đây nè. Thầy mò ơi, 20 ác một giây 5.900. Rồi một bóng đèn làm sao chói quá, đúng rồi, mình xài sáng lắm. Ok,
Thầy đang bán một con với một bịch luôn thầy ơi. Một bịch mấy bạn nào không có tiền sao mấy bạn mua? Có mấy bạn có tiền thì mua chứ. Mấy bạn có tiền thì mua, các bạn không có tiền sao mua được? Thì các bạn cộng lên đi. Nếu mà các bạn mua một bịch á thì mình sẽ để giá nè. Giá một bịch và giá một con để cho các bạn dễ mua. Một con thì các bạn mua 10 con thì ví dụ như mình để là 500 đồng con đi. Đó là 400 đồng, 300 đồng con gì đó. 350 đồng con đi, 300 đồng con đi thì một chục con thì nó 3.000, đó gì đó. 100 con là 30.000 mà mua nguyên bịch á. Mua nguyên bịch thì mình bán cho các bạn khoảng mua số lượng mà bịch thì mình bán cho các bạn 250 cái gì đó. Con led nào mà phát ra điện trời. Rồi bây giờ vậy ha. Rồi trên web nó có rất là nhiều cái nha các bạn ha, có Bluetooth luôn ha, đủ thứ hết. Rồi mình không có thời gian mình cập 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 gì cập nhật đó, không có thời gian cập nhật. Rồi bây giờ nè, có cái thiết bị thông minh này cũng hay lắm nè. Nè giờ mình cũng có bán mấy cái thiết bị thông minh đây nè. Có bạn nào mà đã từng tới mình rồi á thì các bạn cũng thấy mình cũng bán rất là nhiều đồ trên cái kho của mình, nữa gọi là cái kho mà cái kho sạch xanh đó, bán ngoài không hết. Thì cái bộ này là cũng hay nè, bộ bộ chuyển động nè. Nè bộ chuyển động nè, giá lẻ bán là 256 ngàn cái, mà cái này nó chuyển động cực kỳ, nó giống như là chuyển động tín hiệu, gọi là tín hiệu sóng siêu âm đó các bạn, chứ không phải tín hiệu mà mình đi ngang nữa, mà tấm hiệu siêu, siêu âm mình đi góc nào nó cũng mở được, mở đèn được hết. À, dưới cái bộ này nè, cái bộ này các bạn lắp bộ này là điều khiển nhà cửa rồi nè, ví dụ công tắc á mình chỉ bấm nhẹ cái này nè là nó sáng đèn, hoặc là bấm cái tắt đèn rồi mình có thể điều khiển remote ở xa luôn, điều khiển remote. Mấy người làm biếng hay mua này nè đó. Cái bộ này thì chỉ có 300 ngàn bộ à, 300 ngàn bộ, cái này không là 300 ngàn mà không có thời gian up lên web cho các bạn xem. Mình có hàng ngàn cái món hàng luôn các bạn biết không, hàng ngàn cái món hàng luôn á mà không có thời gian. Ở bạn nào mà có rảnh ha, thì bạn nào có rảnh thời gian á, rảnh thời gian mà làm hoặc là đang làm kinh doanh đó, thì hợp tác với thầy Mò, thì thầy Mò sẽ đưa các bạn up hình dùm chứ nhiều lắm nè. Ba linh kiện nhiều lắm nè, thấy không, quá trời nhiều luôn, không có thời gian để mà làm. Rồi sạc điện thoại nè, các bạn nào muốn mua sạc điện thoại thì có sạc nhanh nha, sạc 25W á, để như khi mình đi ra ngoài chợ mình mua nó cũng mắc tiền phải không, Oppo luôn nè. Thì mỗi cục sạc gì mình bán cho các bạn vài chục ngàn thôi nha. Mà nếu mà sạc riêng á, sạc riêng theo máy á, thì các bạn mua ở ngoài chợ rất đắt, mấy trăm ngàn một cục luôn. Bữa hổm mình mua cục sạc này nè các bạn, mình vô thế giới di động á, mình mua cái cục này là cục này không đó nha, là 550 ngàn cái cục này nè, 550 thế giới di động á. Còn cái sợi dây này không á là 390 ngàn, gần 400 ngàn này nè, cộng dây không á, vô thế giới di động mua đó, một bộ này muốn gần triệu bạc là 850 900 ngàn này. Nhưng mà các bạn mà muốn muốn mua thì mình có mấy cái cục đó hết ha, mình có số lượng lớn luôn ha. Giờ các bạn nào mà muốn kinh doanh thì cứ alo cho mình luôn. Còn mấy cái cục này thì nó rẻ lắm, mấy cục này nó nhái xịn đó, nhưng mà thật ra nó rẻ lắm. Mình nhập vô chừng khoảng 20 ngàn đồng cục à, mình mua vô khoảng 20 ngàn cục à, đó là mình xài nó mau hư lên đó ha, là những người đã làm lý tưởng đó. Còn một cái nữa là người ta làm gì cái gì các bạn biết không, đố các bạn đó. Ba thứ người ta đi tìm kiếm mà ta nỗ lực hết sức bản thân, và các bạn hãy tự hỏi mình đi làm mà đang ngồi nghe ông thầy Mò ông ngồi ông giảng hết cái này cái kia rồi xong cái ông qua ông giảng đạo rồi mới chết. Này mình không có giảng đạo nha các bạn ha, mình nói chơi trong cuộc sống thôi, nhưng mà thật ra là gì, các bạn đang đi tìm kiếm một cái gì đó thì cái đó là một cái gì còn thiếu sót lại đó. Còn mình chia sẻ đến đây là mình sẽ tạm ngưng video này, và kính chúc các bạn và cô chú anh chị một đêm ngót ngon giấc. Mình muốn nói một điều tâm sự các bạn, đó là gì, mình làm ở đây không phải vì tiền nhiều, nghĩa là mình làm muốn vì tiền, nhưng mà không phải vì tiền nhiều, mà muốn cho các bạn biết hết tất cả được những thứ mà mình biết đó. Ít ra cũng phải là
70, 80 gì đó cũng được, không sao. Nhưng mà muốn chia sẻ cho các bạn biết hết được để các bạn học hỏi, và các bạn nào biết được bao nhiêu thì ok, mình mừng bấy nhiêu. Rồi xin chào, hẹn lại các bố lão và các anh chị, hẹn lại video sau nhé. Ngày mai mình sẽ gặp tiếp nha các bạn.